đi chậm chậm này được rồi, đi đi. Đông rồi đấy. Các trường tí nó ra đây hết mà. Giờ cái pha này quá đẹp. Để quay toàn cảnh ngoại từ luôn. Bởi vì nó chưa đến giờ. Đoàn nó dài lắm. Rồi đúng. Cầu nó nước. Mình ra sông với dòng sông thế. Nó nước Bình Bình đẹp à? À, chắc là lễ lạt lễ ở đây nè, chỗ đây này, như đây không đón chắc chắn là đón. Cua là cái chỗ ta thể có còn thời gian cứ vào làm việc như cái nhà đấy lên thưởng đấy mà. Phật tử rất đông. Đi cũng đi ngược chiều được. Chưa biết được về đến đâu. Tại vì trời này sậm xịt lắm. Xem máy kiếm được cái hồ này còn mẹ ăn theo cái hồ quá. Đấy là cái đồng khác đâu. Chỗ nào cũng đông. Em ơi, né vào trong nhờ tí. Chỗ nào đông hết. Mà đi cái đường một cũ về đông nữa nhỉ. Đường một cũ thì bắt đi qua đấy thì cả đông. Đây đi cao tốc mà. Cao tốc. Nhờ anh đi. Có xin ra. Đó thì có cái đoàn mô tô cũng với chân đầu ấy. Thank you.
kia là đặt lấy kia. Chắc phải 11 rưỡi về anh Long nhỉ? Chắc phải 11 rưỡi. Đang đợi bác.
đèo đường đấy. Đi tốc độ này thì làm sao mà đi hai nơi được. Thế ảnh đây rồi. Ảnh đây rồi. Chó con. Đấy, có xe dự phòng hết luôn. Hello. Đây là bàn thờ chỗ này. Nó máy quay cận đấy. Vâng, giờ quay đẹp rồi. Quay hai bên đường đấy. Tại vì người ta biết là đón ngoài đấy mà. Mình cứ ra đi về đi. À không, ra ngoài đi này. Đó, đi đây. Đây chẳng qua là nó vướng cái... Chỗ này nó làm cái hàng rào... Nó ba. Vâng. Nó ba, vướng cái đường rẽ vào. Trong kia nó ra. Cái kiểu trường học nó ra. Bỏ lên mạng cho nó xóa đi thôi. Được ạ. Bỏ lên mạng cho nó xóa đi thôi. Không, cái ảnh mà vợ chúng nó đang cầm ấy. À rồi. Cái ảnh cho ai, ảnh con cung ấy. À rồi rồi rồi. Tuyển người. Dòng người đi bốn hướng này và vào ngã tư này. Lúc này thì loạn. Lúc này thì cười chịu rồi. Đèn xanh cho nó chịu hết đi. Chịu hết rồi. Thế vừa đi một tay vừa quay này. Đi ra máy một tay quay. Like. Đấy, giống như mình đây quay được. Nó kiểu máy này khác. Đấy, rồi ok. Đi mặt. Đã đưa vào ống kính rồi đấy, đưa vào ống kính rồi đấy. Cái này tăng được. Cái đồ nhất là chết.
Thì cái mãi chiều nó mới làm lễ an táng mà. Phân nổi đâu không? Tham khảo hết đi. Nó về nhà đi. Đang bắt đi thẳng đấy, bắt đi thẳng đấy. Cắt cái đầu nó bắt đi thẳng là đúng. Bọn này kém, bọn này cũng làm cái hàng rào. Đấy là hàng rào ngăn thì ngon không? Mình có cái chân máy bác bình tĩnh rồi không? Máy này nó đổ ra, nó chọc chỗ này lông người nhớ nó mà gì được. Phát rồi. Phát rồi. Gái mà đi bốc thế. Thiếu. Thôi về cửa nhà mình đón vào. Tốt nhất vậy nhá. Về cửa nhà mình đón vào. Được. Không ai được đứng trước này, mình đứng trước này nhá. Đội mặc áo đẹp rồi. Quá đẹp. Không đứng trước này, không ai đứng trước này, mình đứng trước này nhá. Quá đẹp. Đoàn đông lắm. Cơ man nào là xe? Cơ man nào là xe?